Dựa trên nhu cầu thực tế, Long An đề ra chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2024 là hơn 25.000 người. Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo trên 23.600 lao động. Tuy quy mô tuyển sinh đào tạo dược chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao, nhưng đào tạo trình độ cao đẳng chỉ đạt khoảng 47%. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh, năm 2024, Long An sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên trên 25.400 người, trong đó trình độ cao đẳng khoảng 2.000 người. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp và phân luồng học sinh triển khai các hoạt động tiếp dẫn hướng nghiệp thì tỉnh còn tăng quy mô mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đa dạng nhu cầu người học và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đặc biệt tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục liên kết với doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ sử dụng, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thương hiệu và các trường đại học ngoài tỉnh để mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu nâng chỉ tiêu lao động qua đào tạo của tỉnh lên 75%.